Chào mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube của Là Việt Audio. Hiện tại thì bên em đang có mặt tại văn phòng của công ty Đông Tây tại khu biệt thự Vườn Đào gần Hồ Tây. Chúng em ở đây để lắp đặt cho bên này một bộ dàn âm thanh sân khấu mini đa năng. Thì cấu hình âm thanh của nó gần tương tự như một dàn karaoke gia đình, có một chút thay đổi nhẹ để phù hợp cho sử dụng cho các cái sự kiện này, sử dụng cho các cái hoạt động ngoài trời. Thì cấu hình bao gồm: thứ nhất là cặp loa King HF12 bát đơn 30. Đây là dòng loa karaoke cao cấp được Lạc Việt đưa vào rất nhiều cấu hình âm thanh karaoke gia đình trên 20 triệu. Thì điểm nổi bật của dòng loa này đó chính là cái độ gọn nhẹ này, thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt sử dụng ở bất kỳ cái không gian nào. Cũng như về âm thanh thì nó có cái giải pitch rất là tốt, làm cho cái giọng nó ngọt hơn, tôn giọng, cũng như là có cái giải bass cực kỳ là đầm và chắc. Thứ hai, đó là về con đẩy công suất. Ở đây, nó là con Yamaha P5000S. Tại sao là con P5000S? Bởi vì anh kỹ thuật làm việc trực tiếp với bên em ấy, nhấn mạnh là phải sử dụng dòng đẩy này. Bởi vì anh cực kỳ thích cái chất lượng, cái âm thanh của cái dòng này. Cũng phải thôi, con này nó rất là dễ sử dụng này. Cũng như là cái chất âm rất là hay. Hát karaoke thì cũng rất là tuyệt vời. Sử dụng cho cái cặp loa HF12 này thì cũng rất là ok. Và tiếp theo, đó chính là bộ xử lý. Khác biệt so với các đàn karaoke, chúng ta sẽ sử dụng vang số, vang cơ. Thì ở đây là chúng ta sẽ sử dụng một bộ mixer nhỏ gọn Soundcraft FX8. Thì các bạn làm sự kiện biết rồi, dòng Soundcraft FX là dòng mixer chỉnh cơ rất là tiện dụng và rất là hiệu quả cho các cái hoạt động sự kiện sân khấu ngoài trời. FX8 với 8 kênh âm thanh, nó rất là nhỏ gọn. Chúng ta có thể thêm được vào rất nhiều thiết bị giống như micro này, nhạc cụ này, hay máy tính hay điện thoại để có thể phát nhạc trực tiếp ra đây. Cuối cùng đó là bộ mic không dây King EVK100, để bộ mic chuyên sử dụng cho các dàn karaoke gia đình. Và để miêu tả cái dòng mic này chỉ cần 3 từ thôi, đó chính là ngon, bổ, rẻ. Với mức giá rất là tốt, cái khả năng sử dụng rất là hiệu quả, nhu cầu sử dụng đơn giản như thế này thì rất là ok. Và bây giờ mời các bác cùng trải nghiệm cái chất lượng đến từ cái dàn âm thanh này. Ngày xưa mẹ bé à ơi, có gì đáng buồn những lời mẹ ru, những lời xưa nói đi đâu thì con anh cũng chẳng được nào. Đừng có nhắc mẹ đừng tan giờ khi mẹ ơi buồn mà đánh ngay cho con gánh cả đàn bà. Vừa rồi, quý vị đã xem cấu hình âm thanh lắp đặt cho công ty Đông Tây. Nếu quý vị quan tâm đến các thiết bị âm thanh như thế này thì có thể để lại bình luận ở phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Lạc Việt Audio thông qua thông tin liên lạc em sẽ để ngay trên màn hình. Và đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh.
Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.